Quy y đạo sư Padmakara cõi Obhidhyana, ngài xuất hiện như một hóa thân làm người. Công chúa Tashobhya xứ Kachen hỏi ngài rằng: thưa đạo sư, xin rủ lòng từ bi chỉ dạy cho chúng con nền tảng của mọi sự thực hành pháp, phương cách để chấm dứt sanh và tử. Một nhân nhỏ mà có lợi lạc bao la, một phương pháp dễ áp dụng và ít khó khăn. Đạo sư hóa thân trả lời: Tashobhya, quy y là nền tảng cho mọi sự thực hành pháp, tam bảo là sự nâng đỡ cho mọi thực hành pháp. Phương cách để đưa sanh và tử đến chỗ chấm dứt là quy y cùng với những phương diện phụ của sự diệt ý. Công chúa Tashobhya hỏi: nghĩa cốt lõi của quy y là gì? Định nghĩa của nó ra sao? Khi phân chia, có bao nhiêu loại quy y? Đạo sư trả lời: nghĩa cốt lõi của quy y là chấp nhận Phật, Pháp, Tăng là thầy, con đường và những người đồng hành để thực hành con đường với con. Và rồi hứa rằng ba cái đó là quả con sẽ đạt đến. Như thế, quy y nghĩa là một lời hứa hay chấp nhận. Tại sao một sự chấp nhận như vậy được gọi là quy y? Nó được gọi là quy y bởi vì sự chấp nhận Phật, Pháp và Tăng là sự nâng đỡ, nương tựa và bảo vệ hay cứu giúp cho chúng sanh khỏi sự sợ hãi lớn lao của những khổ đau và che chướng. Đấy là nghĩa cốt lõi của quy y. Định nghĩa của quy y là tìm sự che chở khỏi những khủng khiếp của ba quại thấp và khỏi quan kiến thấp kém, tin vào một tự ngã trong năm uẩn vô thường như các triết gia phi Phật Pháp chủ trương. Khi phân chia thì có ba loại: quy y cách bên ngoài, quy y cách bên trong và quy y cách bí mật. Quy y cách bên ngoài. Công chúa Tashobhya hỏi: vì quy y cách bên ngoài, nguyên nhân muốn thọ quy y là gì? Người ta quy y đối tượng nào? Loại người nào được thọ quy y? Cách thức nào để thọ quy y? Người ta thọ quy y với thái độ đặc biệt nào? Đạo sư Bạc Ma trả lời: nguyên nhân của thọ quy y là sợ hãi những khổ đau của dòng sanh tử, tin vào tam bảo là chỗ để quy y, và hơn nữa chấp nhận tam bảo là đối tượng quy y và là những bậc bảo hộ của sự quy y. Do ba điều này mà người ta có ý định thọ quy y. Nói chung, người ta muốn quy y vì sợ chết. Có nhiều người thậm chí không thấy rằng nửa cuộc đời đã trôi qua và không nghĩ đến tương lai dù chỉ một khoảnh khắc. Họ không có sự quy y. Nếu con sẽ không chết, hay nếu con chắc chắn có lại kiếp làm người, con sẽ không cần quy y. Tuy nhiên, sau khi chết và chuyển kiếp, có những thống khổ tràn khắp trong những quại thấp. Người ta quy y đối tượng nào? Con cần quy y tam bảo. Ai có thể chấm dứt sanh tử? Chỉ có vị Phật toàn giác là vị hoàn toàn thoát khỏi mọi khuyết điểm và đã viên mãn mọi đức hạnh. Thế nên chỉ có Pháp Ngài chỉ dạy và tăng đoàn giữ gìn giáo lý của Ngài mới có thể chấm dứt được khỏi dòng sanh tử của ta và những người khác. Thế nên ba cái ý và những đối tượng duy nhất để quy y, con cần quy y tam bảo. Nói chung, có nhiều người xem những lời dạy của những bậc giác ngộ không hơn gì những lời của một thầy bói. Và có những người khi kẹt quá thì nương vào hồn linh ma quỷ. Những người như vậy thật khó có sự quy y.
Loại người nào quy y? Đó là những người có quan tâm, sùng mộ, đức tin và nghĩ đến những công đức của Tam Bảo. Người ta cần có ba thái độ đặc biệt này. Vì dòng sanh tử không có khởi đầu và kết thúc, tôi phải tách lìa nó ngay lúc này. Những thần thánh chẳng phải Phật giáo, không phải là những đối tượng quy y của tôi. Duy chỉ có trạng thái toàn giác của Phật quả là đối tượng quy y chân thật của tôi. Cách thọ quy y diễn ra như thế nào? Khi thọ quy y, chỉ môi miệng suông thì vô ích. Đó giống như sự lẩm bẩm trống rỗng, không chắc sẽ dẫn con đến đâu. Cách thọ quy y là sao? Con phải quy y với thân, ngữ, tâm thành kính. Con phải quy y với ba ý nghĩ: sợ hãi những quả thấp của sanh tử, tin vào những ban phước của Tam Bảo và niềm tin kiên định cùng với lòng bi. Người tin đời này tốt đẹp và đời sau cũng tốt đẹp thì chỉ chết sau khi vừa định thực hành pháp. Điều ấy chưa đủ, con cần biết những nghi thức quy y. Người ta quy y với thái độ đặc biệt nào? Con cần quy y với một cảm thức trách nhiệm đối với lợi lạc của những người khác. Con cần quy y với thái độ này vì con sẽ không đạt được giác ngộ trọn vẹn và đích thực chỉ nhờ từ chối sanh tử và mong muốn niết bàn. Để giải thoát tất cả chúng sanh khỏi đau khổ của sanh tử, tôi sẽ thọ quy y cho đến khi tôi và tất cả chúng sanh trong ba cõi đều thành tựu giác ngộ tối thượng. Nói chung, mọi mong ước đều là mong ước nhị nguyên. Quy y mà không thoát khỏi chấp trước nhị nguyên thì không đủ. Bây giờ công chúa Tshobhyan hỏi đạo sư: quy y cách bên ngoài kèm theo bao nhiêu loại tu hành? Đạo sư trả lời: đã quy y, con phải khéo léo thực hành 8 sự tu hành để ngăn chặn sự cam kết của con khỏi hư hỏng. Bà hỏi: 8 sự tu hành đó là gì? Ngài trả lời: trước hết có 3 tu hành đặc biệt. Đã quy y Phật, con không nên lễ lạy những thần thánh khác. Đã quy y Pháp, con cần thôi gây hại cho chúng sanh. Đã quy y Tăng, con không nên kết giao với người ngoại đạo. Đây là 3 tu hành đặc biệt. Giải thích thêm: trước hết đã quy y Phật, không lễ lạy những thần thánh khác, nghĩa là nếu con lễ lạy những vị thần thế gian như Mahadeva, Vishnu, Maheshvara hay những vị khác thì nguyện quy y của con bị hủy hoại. Thứ hai, đã quy y Pháp, thôi gây hại chúng sanh, nghĩa là nguyện quy y của con nhất định bị hủy hoại nếu con thật sự sát sanh. Nguyện ý bị hư hại nếu con đánh đập chúng sanh khác vì giận dữ, bắt chúng làm nô lệ, xỏ mũi chúng, nhốt chúng trong chuồng, cắt lông làm áo, vân vân. Thứ ba, đã quy y Tăng, không kết giao với người ngoại đạo, nghĩa là nguyện của con bị hư hại nếu con kết bạn với người chấp giữ cái thí và hạnh của chủ nghĩa thường biến hay đoạn kiến. Nếu cái thí và hạnh của con phù hợp với họ, nguyện quy y của con bị hủy hoại. Bất cứ trường hợp nào, mọi thực hành pháp đều bao hàm trong quy y. Người có tà kiến không có hiểu biết này. Đây là 5 tu hành tổng quát. 1. Khi bắt đầu thực hành, hãy làm một lễ cúng dường lớn với nhiều đồ ăn thức uống tốt nhất, bày trước các đấng tôn quý vào ngày 14 và khẩn cầu các ngài đến hưởng cúng dường. Sau đó làm lễ cúng dường vào ngày rằm. Những cúng dường này có 4 loại: cúng dường lễ lạy, cúng dường phẩm vật, cúng dường tán thán, cúng dường thực hành. Thứ nhất là cúng dường lễ lạy. Đứng thẳng và chắp hai tay tưởng nhớ những công đức của chư Phật và chư Bồ Tát. Hãy quán tưởng đầu con chạm vào chân có dấu hiệu pháp luân của các ngài khi con đảnh lễ. Tiếp theo là cúng dường phẩm vật.
Hãy bày những đồ cúng dường không phải là sở hữu của người nào, như hoa và những đồ cúng dường được quán tưởng. Vậy chính thân con cũng vậy. Hãy cúng dường những lời tán thán với âm điệu du dương. Cúng dường thực hành là phát nguyện rằng những thiện căn từ sự trao dồi bồ đề tâm của tánh không và lòng bi bất khả phân là để cho giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Đạo sư Bạc Ma nói: Tam bảo không cần một chút gì trong chén nước hay sự tôn kính. Mục tiêu của việc cúng dường là để cho con nhận được những tia sáng quang minh của chư Phật. Về việc cúng dường những thức ăn uống tốt nhất, hãy làm ba mâm và trì tụng Om Mahum ba lần. Hãy tưởng tượng đồ cúng dường của con nhờ đó mà trở thành một đại dương cam lồ. Sau đó, quán tưởng bổn tôn của con được bao quanh bởi vô số chúng hội tam bảo, và tưởng tượng con dâng cúng cam lồ này, khẩn cầu tất cả các ngài thọ nhận. Nếu con không thể dâng cúng theo cách này, hãy chỉ làm một cúng dường vừa và nói: Xin tam bảo chấp nhận cho. Nếu con không có gì để cúng dường, ít nhất con phải dâng những chén nước mỗi ngày. Nếu không làm thế, nguyện quy y của con sẽ hư hao. Tam bảo không cần những phẩm vật cúng dường như chúng sanh. Lễ cúng thực phẩm là để con tích tập công đức mà không trụ chấp. 2. Tu hành thứ hai là không buông bỏ tam bảo cao cả, dù con có mất thân, mất mạng hay mất một vật gì quý báu. Không từ bỏ quy y dù vì chính thân thể con. Thậm chí có ai dọa móc mắt, chặt chân, cắt mũi, cắt tay hay cánh tay con cứ để họ làm, còn hơn là phải từ bỏ tam bảo. Không từ bỏ quy y dù với cái giá là đời sống của con. Thậm chí có ai dọa giết con cứ để họ làm, còn hơn là phải từ bỏ tam bảo. Không từ bỏ quy y vì một món quà tặng quý giá. Thậm chí nếu con được hứa cho toàn thể thế giới với châu báu để đổi lấy sự từ bỏ quy y, con cũng chớ chối bỏ quy y. 3. Tu hành thứ ba là bất kể cái gì xảy đến với con, dù bệnh tật nhọc nhằn, thoải mái, hạnh phúc hay đau buồn, con nên lập một mảng đà la với 5 loại đồ cúng và dâng cúng tam bảo, rồi phát nguyện quy y và khẩn cầu như sau: Đạo sư thiên liên, bậc trì giữ kim cương vĩ đại, tất cả chư Phật và chư Bồ Tát xin lắng nghe con. Cầu mong bệnh tật của con và bất cứ cái gì gây ra bởi những hồn linh và những thế lực bất thiện đều không xảy đến. Xin ban an lành, thiện lành và tốt đẹp. Ngoài những điều này, cũng nên tích tập công đức bằng cách tụng tán kinh điển lớn tiếng và làm những lễ cúng dường, vì những thực hành như vậy là những cái căn bản để quy y. Nếu không được như ý thì chớ sanh những tà kiến, nghĩ rằng tam bảo không ban phước, pháp không thật. Trái lại, hay nghĩ tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi nghiệp xấu của tôi đã cạn kiệt. Không nên theo đuổi những cách khác như bói toán, phù thủy, mà chỉ nên thực hành quy y. 4. Dù con đi về phương hướng nào, hãy nhớ chư Phật và chư Bồ Tát. Hãy cúng dường và quy y. Chẳng hạn, nếu ngày mai con đi về hướng đông thì hôm nay làm một mảng đà la và cúng dường quy y chư Phật, chư Bồ Tát của phương đó. Con nên khẩn cầu như sau trước khi đi: Đạo sư bậc trì giữ kim cương, tất cả chư Phật và chư Bồ Tát xin hãy nghe con. Xin ngăn chặn những chướng ngại do người và loài chẳng phải người gây ra, và làm cho mọi sự đều tốt lành từ lúc con rời khỏi nơi này cho đến nơi con đến. Nếu không làm điều này vào ngày trước khi khởi hành
thì con phải làm vào lúc khởi hành. Vào lúc quy y, nếu con không nhớ thọ quy y trong 10 hoặc 7 bước khi đi qua ngưỡng cửa, thì sự quy y của con bị hao tổn. Một khi tâm con đã giao phó cho sự quy y, con sẽ không thể bị lầm lạc. 5. Hãy nghĩ đến những phẩm tính tốt của quy y và thực hành nó thường xuyên. Đã quy y Tam Bảo, hãy xem đó là nơi chốn của hy vọng và niềm tin. Hãy giữ gìn Tam Bảo như nguồn quy y duy nhất và hãy khẩn cầu các ngài. Hãy cầu sự ban phước của Tam Bảo. Hãy nghĩ rằng biểu trưng của Tam Bảo hoặc một bức hình, một tượng tạc, một bức vẽ, một cái tháp, một cuốn kinh chính là pháp thân. Có thể khi lễ lạy cúng dường, cầu nguyện, thiền linh còn chứng ngộ bản tánh của pháp thân. Dù điều đó không xảy ra bằng cách đảnh lễ cúng dường Tam Bảo và tạo nên một mối nối kết nghiệp báo, người ta sẽ trở thành đệ tử của một vị Phật tương lai. Đạo sư Bạc Ma nói: bất kể cái gì sanh khởi trong con như những đức hạnh và an lạc của những bậc giác ngộ, con hãy xem đó là những ban phước của thầy con và Tam Bảo. Bằng cách suy nghĩ như vậy mà con sẽ nhận được những ban phước. Bất kể những vấn nạn và những khổ sở nào con gặp, hãy xem chúng là nghiệp xấu riêng của con. Điều này sẽ chấm dứt tất cả nghiệp xấu của con. Nói chung, nếu con không giao phó cho Tam Bảo mà nắm giữ những suy nghĩ tà kiến, thì Tam Bảo không ban phước. Và có thể con không thoát khỏi những địa ngục thấp nhất. Công chúa Tsubya hỏi đạo sư: quy y có những phẩm tính tốt nào? Đạo sư trả lời: quy y có 8 phẩm tính tốt. 1. Con gia nhập chúng hội Phật tử. Đã quy y Tam Bảo, con được gọi là một Phật tử. Không quy y, con không ở trong chúng hội Phật tử. Cho dù con có tự xưng là một con người thánh thiện, một đại thiền giả hay một vị Phật bằng xương bằng thịt. 2. Con trở thành một pháp khí thích hợp cho mọi lời nguyện như giải thoát của cá nhân, biệt giải thoát giới chẳng hạn. Còn nếu con mất nguyện quy y, thì mọi giới nguyện căn cứ trên đó đều bị hủy hoại. Để phục hồi, chỉ thiết lập lại giới nguyện quy y là đủ. Nghĩa là con cúng dường và thọ quy y trước sự hiện diện của Tam Bảo là đủ. Con cũng cầu nguyện quy y trước bất kỳ lời nguyện nào, từ những giới nguyện cho một ngày đến những lời nguyện của Mật Thừa. Thế nên quy y được xem là cái khiến cho con thành một nền tảng thích hợp cho mọi lời nguyện. 3. Nguyện quy y Tam Bảo làm giảm và chấm dứt mọi nghiệp chướng đã tích lũy trong tất cả những đời quá khứ. Nghĩa là những che chướng của con sẽ hoàn toàn cạn kiệt nhờ quy y đặc biệt. Trong lúc thọ quy y tổng quát thì những nghiệp chướng sẽ giảm. Lại nữa, khi một cảm nhận đích thực về quy y sanh ra nơi con, những nghiệp chướng sẽ chấm dứt rốt ráo. Trong khi chỉ những lời nguyện quy y thì đã làm chúng giảm bớt. Hơn nữa, nếu con quy y vào mọi lúc, khi đi, đứng, nằm, ngồi, thì những nghiệp chướng sẽ hoàn toàn hết sạch. Trong khi chỉ thỉnh thoảng quy y thì chúng sẽ giảm bớt. 4. Con sẽ có công đức bao la, những phước đức thế gian như sống thọ, khỏe mạnh, rạng rỡ uy nghi, giàu có lớn đều phát xuất từ quy y. Sự giác ngộ vô thượng siêu thế gian cũng có từ quy y. 5. Con sẽ miễn nhiễm với sự tấn công của người và phi nhân và những chướng ngại trong đời sống này. Có nói rằng khi 8 quy y chân thật đã sanh ra trong con thì không có chướng ngại nào do con người có thể làm tổn hại được con trong cuộc đời này. 6.
con sẽ thành tựu bất cứ điều gì con mong muốn. Khi tâm quy y chân thật đã sanh ra trong con, bất cứ điều gì con dự định đều không thể không thành. Tóm tắt, có nói rằng tin vào những đối tượng quy y, con sẽ nhận được bất cứ điều gì con mong muốn, như khi khẩn cầu một viên ngọc như ý. 7. Con sẽ không rơi vào các quại thấp, những số phận xấu hay những nẻo hư hỏng. Ba quại thấp là quại địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Những số phận xấu ám chỉ sanh ra ở những nơi không có Phật Pháp. Giữa những bộ lạc biên địa sơ khai, những nẻo hư hỏng ám chỉ những triết học phi Phật Pháp. Thế nên, để tránh khỏi rơi vào những chỗ ấy, người ta chỉ cần quy y. Trong những giáo lý đại thừa của Mật giáo có nói rằng, người ta có thể giác ngộ trong chỉ thân này và trong chỉ đời này. Điều này nghĩa là không nghi ngờ gì con sẽ nhanh chóng giác ngộ. Thế nên, cần phải bỏ tà kiến, nghĩ rằng chỉ quy y một lần là đủ. Con cần phải quy y trở đi trở lại cả ngày lẫn đêm, rồi con chắc chắn sẽ giác ngộ nhanh chóng. Đạo sư Bạc Ma nói, nếu con hết mình trong việc quy y, con không cần thực hành nhiều giáo lý khác. Không nghi ngờ gì con sẽ đạt quả vị giác ngộ. Công chúa Tsubyan lại hỏi đạo sư, thực hành quy y thực tế là sao? Đạo sư trả lời, áp dụng quy y thực tế như sau. Trước hết, hãy tưởng nguyện con sẽ đặt tất cả chúng sanh trong giác ngộ viên mãn. Để làm điều đó, con sẽ thực hành tích tập phước đức và trí huệ, tịnh hóa những che chướng và xóa tan những trở ngại. Vì mục đích này, con xin quy y từ ngay giây phút này cho đến khi giác ngộ. Tối thượng trong hết thảy loài người, tất cả chư Phật mười phương, con và tất cả chúng sanh vô biên xin quy y từ giây phút này cho đến khi đạt giác ngộ vô thượng. Tối thượng trong hết thảy không diễm nhiễm, giáo pháp của mười phương, con và tất cả chúng sanh vô biên xin quy y từ giây phút này cho đến khi đạt giác ngộ vô thượng. Tiếp theo chú tâm lặp lại ba lần. Con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Rồi cầu khẩn ba lần. Cầu xin Tam Bảo che chở cho con khỏi những sợ hãi của đời này. Xin che chở cho con khỏi những sợ hãi của ba quại thấp. Xin che chở cho con khỏi lọt vào những nẻo hư hỏng. Khi sắp kết thúc hãy nói, qua những thiện căn này của con, nguyện con đạt được Phật quả để lợi lạc cho chúng sanh. Con nên hồi hướng theo cách này. Công chúa Tsubyan hỏi đạo sư hóa thân Bhakmakara, phương pháp nguyện quy y là gì? Đạo sư trả lời, người ta cần đảnh lễ và nhiễu quanh vị thầy có nguyện quy y, dâng ngài hoa và nói như sau. Thưa Thầy, xin hãy lắng nghe con. Thưa chư Phật và chư Bồ Tát trong mười phương, xin hãy lắng nghe con. Kể từ giây phút này cho đến khi giác ngộ, con, tức đọc tên, xin quy y bậc tối thượng của hết thảy loài người, muôn triệu chư Phật Pháp thân viên mãn vô thượng. Con quy y cái tối thượng trong hết thảy an lạc, không diễm nhiễm, những giáo pháp đại thừa. Con quy y cái tối thượng trong hết thảy chúng hội, tăng già của những Bồ Tát cao cả bất thối chuyển. Vào lúc lặp lại lần thứ ba lời này, con sẽ đắc giới nguyện. Hãy đảnh lễ và rải hoa, rồi thực hành sự tu hành giải thích ở trên và tận lực trong quy y. Đây là giải thích và áp dụng cách quy y bên ngoài. Công chúa Tsubyan hỏi đạo sư, đã quy y thì người ta được bảo vệ như thế nào? Đạo sư trả lời,
Bất kỳ ai có những thực hành quy y đúng đắn như giải thích ở trên thì nhất định được Tam Bảo bảo vệ. Vì vậy, nếu con sợ lạc vào một nẻo lang thang và cầu nguyện gặp được một con đường chân chánh, chắc chắn con sẽ gặp. Con cũng chắc chắn được bảo vệ khỏi những sợ hãi của cuộc đời này. Khi mọi phẩm tánh của quy y đã sanh nơi con chớ nên bằng lòng mà dừng lại. Hãy tăng thêm nữa những phẩm tính đã sanh trong con. Con cần sử dụng mọi phẩm tính sanh trong tâm con để gom góp những tích tập và tịnh hóa những che chướng. Khi sự vận dụng như vậy được phát sanh, toàn bộ khả năng đã được phát động. Tất cả những người cảm thấy không có khuynh hướng làm phát sanh trực tiếp những phẩm tính sâu xa như quán chiếu tánh không hay mạng đà la của những bổn tôn trong con người họ thì vẫn có thể tịnh hóa những che chướng và gom góp những tích tập chỉ bằng sự quy y. Bây giờ con có thể tự hỏi rằng, nếu người ta được bảo vệ khi quy y như vậy thì có phải chư Phật sẽ xuất hiện và dẫn dắt tất cả chúng sanh hay không? Câu trả lời là chư Phật không thể tự tay đem tất cả chúng sanh ra khỏi sanh tử. Nếu các ngài làm như vậy được thì chư Phật với lòng đại bi và những phương tiện thiện xảo đã giải thoát cho tất cả chúng sanh, không trừ một ai rồi. Rồi con có thể tự hỏi, vậy người ta được bảo vệ bằng cái gì? Câu trả lời là người ta được bảo vệ bằng sự thực hành pháp. Khi quy y đã sanh ở trong con không cần thực hành những giáo lý khác. Không thể nào con không được bảo vệ bởi lòng bi của Tam Bảo. Điều đó giống như con chắc chắn không sợ hãi khi con đã có một đội vệ sĩ tuyệt hảo. Đạo sư Bạc Ma giải thích quy y cách bên ngoài cho công chúa Tashovyan như thế.